Tử vi tháng 11 âm lịch, tuổi Giáp Tý 1984, phúc lộc tự đến, giàu sang hưởng lộc trời ban. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, trên trái đất này, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một vận mệnh, một tương lai đã định sẵn là sẽ khác nhau. Có những giai đoạn trong cuộc đời ta sẽ phải trải qua những khó khăn, vất vả. Cũng có những giai đoạn lại vô cùng may mắn, được lộc trời ban, nhiều phước lành, quý nhân chiếu cố nồng hậu mà ăn nên, làm ra, của cải để đầy nhà. Xem tử vi chọn đời tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, cuộc sống thuở nhỏ rất lận đận, vất vả. Khi bước vào trung vận thì mọi sự được tốt đẹp hơn, đến hậu vận sẽ được thảnh thơi, hưởng phúc nhưng vẫn còn nhiều phiền muộn. Tiền bạc luôn đủ đầy, không bao giờ phải lo nghĩ. Người này tự thân lập nghiệp bằng chính khả năng và sức lực của mình, đi lên bằng hai bàn tay trắng. Nếu người tuổi này siêng làm việc tốt thì phúc lộc sẽ nhận được nhiều hơn và thọ niên dài hơn. Có thể hiện tại Giáp Tý đang gặp phải khó khăn, tuy nhiên đừng thấy hiện tại mình gian nan mà phó mặc cho số phận. Cũng đừng vì thế mà nản lòng, bởi nếu như bạn nắm được tử vi vận mệnh thì sẽ có thể băng băng về cuộc đời giàu sang, hưng vượng của mình. Trong chương trình tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, KB Tử Vi xin được chia sẻ với quý vị về tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 trong tháng 11 âm lịch. Trên các phương diện công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, bản mệnh sẽ gặp được những vận hạn gì? Tất cả những điều đó sẽ được luận giải chi tiết trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị theo dõi. 1. Tổng quan cuộc đời tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 hay còn gọi là ốc thượng chi thừ, chuột ở nóc nhà, ngũ hành bản mệnh, hải trung kim, vàng trong biển, tướng xương, xương con chuột, tướng tinh, con chó sói. Giáp Tý nạp âm hành kim do can giáp dương mộc ghép với chi tý dương thủy. Ta có thủy sinh mộc, tức là chi sinh nhập can. Thêm vào đó, nạp âm sinh chi. Như vậy, tuổi này gặp nhiều may mắn, ít trở ngại hay bị nghịch cảnh ở thời tiền và trung vận. Dù trong năm xung tháng hạn, họ cũng được quý nhân trợ giúp để vượt qua dễ dàng. Tuy nhiên, vì nạp âm khắc can nên cuối hậu vận, cuộc sống của họ cũng gặp vài trắc trở, không như ý. Giáp Tý đứng đầu can giáp là mẫu người có tính cách cứng cỏi, khinh thế ngạo vật. Bên cạnh đó, tuổi này có chi tý đứng đầu hàng chi nên là người hoạt bát, nhanh nhẹn, đa mưu túc trí. Người tuổi Giáp Tý thông minh, luôn vượt trội hơn những người khác dù trong bất cứ lĩnh vực nào. Phần đông, tuổi này có trực giác nhạy bén và sống lạc quan dù phải trong hoàn cảnh khắc nghiệt nào. Giáp Tý là những người sống nội tâm, ít chia sẻ, thổ lộ, khép kín. Vì điều này nên người xung quanh họ không hiểu nhiều về nội tâm và suy nghĩ của họ. Nếu như bạn được Giáp Tý kể về cuộc sống, công việc, tâm tư của họ thì bạn phải tự hào vì mình là người được họ rất tin cậy. Và như vậy, bạn nên xứng đáng với niềm tin tưởng của họ, đừng nên làm điều gì khiến họ xa lánh và không chia sẻ bao giờ nữa. Người tuổi Giáp Tý thường suy nghĩ, lo lắng và làm mọi việc về bản thân. Họ cho rằng lo cho mình rồi mới lo cho người khác nếu như họ còn khả năng. Cách tư duy và làm việc này người ngoài cho rằng hơi ích kỷ, nhưng họ suy nghĩ vậy là thực tế. Khi không lo được cho bản thân mà phải nhờ vào người khác thì sao có thể giúp đỡ được người khác. Khí kim bản chất ngưng tụ, nay lại chìm sâu trong đáy biển nên thế giới riêng của họ dường như biệt lập so với nhiều người khác, nhưng thực tế họ ưa mọi sự mềm mỏng, nhẹ nhàng, không thích ồn ào, thị phi. Giáp Tý bản chất nghĩa khí, giữ chữ tín. Họ ít khi hứa xong bỏ đó, nếu đã hứa với bạn chắc chắn họ sẽ cố gắng thực hiện. Trong lúc làm ăn hay việc chi trả tiền nong, kinh tế họ thường rất sòng phẳng, thích chia đều, công bằng, không muốn chiếm phần lợi ích của ai và cũng không hề muốn ai phải chịu thiệt thòi. Tùy duyên, ứng biến theo hoàn cảnh cụ thể là đặc điểm của Giáp Tý. Giáp Tý cũng luôn ý thức về cái tôi cá nhân, họ thích khẳng định mình, thi thố tài năng. Bởi cuộc sống luôn có người thế này, người thế khác, nếu tất cả đều giống nhau tất cuộc sống thiếu hương vị, sắc màu biết bao.
nghề nghiệp phù hợp. Người tuổi Giáp Tý thích trầm tư, suy ngẫm mọi việc theo chiều sâu nên họ phù hợp với các lĩnh vực đòi hỏi hoạt động tư duy độc lập, ví dụ như nghiên cứu khoa học, lĩnh vực công nghệ hiện đại cũng là sở trường. Có tham vọng được đi du lịch hay khám phá nhiều nơi, nên một số người tham gia các hoạt động xuất ngoại, ngoại ngữ, du lịch. Tuổi Giáp Tý đều có lộc cách, nên buôn bán kinh doanh có duyên, của cải thường tụ mạnh. Các việc liên quan đến kinh doanh buôn bán, ngoại giao, viết văn, làm thơ, làm báo đều là những công việc phù hợp với người tuổi Giáp Tý. Có thể cân nhắc và theo đuổi ngành nghề mà mình thực sự yêu thích, thực sự muốn cống hiến để đạt được thành công nhất. Về tình cảm, người tuổi Giáp Tý thường rất chung thủy trong tình yêu. Nếu đã thích một ai đó thì người này sẽ chủ động theo đuổi tình cảm của họ dành cho đối phương cũng rất sâu nặng. Đã yêu ai thì sẽ nghiêm túc tính chuyện trăm năm. Họ luôn tự tin vào tình cảm của mình và luôn cố gắng hết sức để vun đắp cho tình yêu. Con giáp này có lòng tự tôn cao nên không cho phép mình thể hiện sự đau khổ, buồn chán ra bên ngoài hoặc trước mắt người khác. Có gì tâm sự họ sẽ giấu kỹ trong lòng, rất ít khi thể hiện ra bên ngoài. Nam mạng Giáp Tý luôn nỗ lực để trở thành người chồng, người cha tốt. Những người này cũng rất hiểu biết và thấu hiểu người khác. Nữ mạng Giáp Tý có phần mơ mộng hay theo đuổi tình yêu xa vời. Họ luôn mong muốn sự bình đẳng giữa nam và nữ cơ sở có phần trẻ con với người mình yêu. 2. Tổng quan vận trình tuổi Giáp Tý. Sinh năm 1984 trong tháng 11 âm lịch. Xét về địa chi, Tý gặp Tý lâm cục diện tự hình. Tháng này bản mệnh dễ gặp nhiều rắc rối, nhiều chuyện buồn bực, không được như ý nguyện. Có thể phải bỏ ra nhiều công sức nhưng thành quả thu về không như ý. Xét về mối quan hệ thiên can, Giáp Mộc gặp Bính Hỏa là tỷ kiên, biểu thị cho cấp dưới, bạn bè, đồng nghiệp, cùng phe, tranh đoạt, khắc cha, quan hệ anh chị em. Trong tháng này những người tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình. Cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá sẽ ảnh hưởng không nhỏ công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra, cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Xem tử vi tháng 11 âm lịch, người tuổi Giáp Tý sẽ trải qua một tháng nhiều vất vả trong công việc làm ăn. Tuy nhiên, đối tượng làm công ăn lương ít bị ảnh hưởng hơn làm tư hay làm chủ. Tuy bận rộn, vất vả nhưng đổi lại phương diện tài chính được củng cố khá vững. Tiền bạc chi tiêu khá thoải mái, đủ cho các chi phí sinh hoạt gia đình hay công chuyện hùn hạp làm ăn. Về sức khỏe, chú ý vấn đề ăn uống, đề phòng gan phải hoạt động quá tải khiến chức năng đào thải độc tố trong cơ thể trục trặc, là tiền để gây ra các bệnh như gan nhiễm mỡ, viêm gan, xơ gan. Quý vị thân mến, tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 năm 2024, kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày 1 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 dương lịch. Trong tháng 11 này, các gia chủ tuổi Giáp Tý cần chú ý những ngày sau. Ngày 8 tháng 11 năm 2024 âm lịch, có nạp âm là Bính Ngọ, có nạp giáp là Thiên Hà Thủy. Ngày 20 tháng 11 năm 2024 âm lịch có nạp giáp là Mậu Ngọ, có nạp âm là Thiên Thượng Hỏa. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Giáp Tý. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. 3. Vận trình cụ thể trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Tháng này, dù phải chịu sự đốc thúc, quản lý khá chặt chẽ của cấp trên, khiến bạn cảm thấy khá mệt mỏi và áp lực nhưng đây cũng chính là cơ hội để bạn khẳng định bản thân, chạm tay vào cơ hội được thăng chức, tăng lương. Người làm công ăn lương có thể vượt qua được khó khăn, chinh phục mục tiêu đã đề ra nhờ sự ủng hộ, giúp đỡ của đồng nghiệp. Trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh có thể giữ được quan hệ với những đối tác triển vọng, cùng nhau làm ăn có lợi. Có điều, người tuổi này cần phải lưu ý hơn đến các mối quan hệ xã giao, nên dĩ hòa vi quý là hơn, đừng vì chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ với đồng nghiệp. Bản mệnh nên tập trung làm việc của mình là hơn,
đừng lo chuyện bao đồng. Dù làm gì cũng nên thận trọng, từ lời nói đến hành động của bạn đều có thể gây ra mức ảnh hưởng khá lớn, thậm chí khiến bạn vướng vào rắc rối phiền phức không đáng có. Phương diện tài lộc, tình hình tài chính về cơ bản là tốt trong tháng này. Cơ hội thăng chức, tăng lương cũng giúp bạn nâng cao mức sống, có một khoản tiền dư giả để tiết kiệm, đầu tư hoặc mua sắm những vật dụng cần thiết trong gia đình. Tuy nhiên, bạn cũng cần chú ý vì tháng này có dấu hiệu phá tài. Nếu bạn không biết cân đối tài chính thì tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Bạn cũng sẽ mất một khoản tiền lớn cho con cái, có thể là xin việc hoặc cưới hỏi. Việc bạn cần làm là xây dựng nhật ký chi tiêu hợp lý để có một khoản để dành cho sau này. Phương diện tình duyên, do được nhiều sao chủ về đào hoa chiếu mệnh, gia chủ trở nên đào hoa hơn hẳn so với khoảng thời gian trước đây. Bạn có thể nhận được nhiều sự giúp đỡ, ái mộ đến từ bạn bè hoặc đồng nghiệp ở cùng nơi làm việc, đôi bên dễ phát triển thành những mối quan hệ ái muội, thầm kín. Nếu là người đã lập gia đình hoặc đối tượng tiếp cận với bạn là người đã lập gia đình thì nên chủ động tránh xa, đừng để chuyện thị phi gây ảnh hưởng đến danh dự và người thân. Nếu biết quan tâm, chăm sóc lẫn nhau, đôi bên sẽ luôn duy trì được một mái nhà ấm áp và hạnh phúc. Hãy thường xuyên trò chuyện để thấu hiểu suy nghĩ của nửa kia. Người độc thân có thể sẽ tìm thấy được một nửa của mình một cách khá tình cờ. Bản thân bạn chưa mấy quan tâm đến chuyện tình yêu đôi lứa, nhưng khi nhân duyên ập đến thì đó cũng là sức hút mà bạn chẳng thể chối từ. Phương diện sức khỏe, xem tử vi tháng này, tình hình sức khỏe của bản mệnh có dấu hiệu suy giảm nhẹ do chịu ảnh hưởng của những khó khăn, vất vả mà cuộc sống đem lại. Công việc có ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe và tâm trạng của bạn. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi, giữ tâm trạng và tinh thần thật tốt, nếu không sẽ có những vấn đề không tốt đến với sức khỏe của bạn trong thời gian sau. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận giải tử vi tuổi Giáp Tý trong tháng 11 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn. Tử vi tháng 11 âm lịch, tuổi Quý Hợi 1983, đại phát, đại lộc, tiền vàng phù phê. Mến chào quý vị khán thính giả đã trở lại và đồng hành cùng kênh KB Tử Vi. Chúc quý vị khỏe mạnh, may mắn, hạnh phúc và gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống. Quý vị thân mến, người xưa nói nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tuy nhiên, có một điều còn vĩ đại hơn cả đó là lòng thiện lương. Phật gia giảng, mọi phúc lành đều không tách khỏi chữ tâm. Đúng vậy, trên mảnh đất trái tim nếu chúng ta ươm xuống những hạt giống lương thiện, thì sẽ có một ngày chúng kết trái đơm hoa. Làm người ta chọn thiện lương, dẫu phúc chưa đến họa đã rời xa. Khi bạn trao đi thiện lương, có thể bạn sẽ không nhận được sự báo đáp ngay lập tức, nhưng nhất định vào một thời điểm khác, trong một hoàn cảnh khác, trời xanh đã tự có an bài. Có một trái tim nhân hậu đã là phong thủy tốt nhất, tích lũy âm đức khiến cho tai họa tránh xa, kéo dài tuổi thọ, tăng tài tích lộc và có thể làm phúc cho con cháu sau này. Trời ban những người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 thông minh, nhiệt tình và kiêu hãnh. Vì thế mà Quý Hợi luôn sôi nổi, yêu đời và tràn đầy năng lượng sống. Họ được mọi người yêu quý bởi lòng tốt bụng, tinh thần trách nhiệm và tính tình ngay thẳng. Tuy nhiên cũng bởi quá tốt bụng, quá thiện lương mà thời còn trẻ, con giáp này đã phải chịu khổ, thiệt thòi nhiều khi. Nhưng số phận đâu đó đã được ông trời an bài. Chính nhờ những phẩm chất tuyệt vời này mà Quý Hợi dù khó khăn cũng luôn được quý nhân giúp đỡ, bề trên chứng giám ban phát nhiều tài lộc, may mắn. Vậy vận mệnh Quý Hợi sinh năm 1983 sẽ ra sao? Làm thế nào để đón nhận được tài lộc trong tháng 11 âm lịch sắp tới? Xin mời quý vị chiêm nghiệm vận trình của mình trong phần luận giải ngay sau đây. 1. Tổng quan về cuộc đời người tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Quý vị thân mến, người tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 hay còn gọi là Lâm Hạ Chi Chư, lợn trong rừng, tướng xương, xương con heo, tướng tinh con gà.
Quý Hợi nạp âm hành thủy do can Quý âm thủy ghép với chi Hợi âm thủy. Đây là tuổi duy nhất có cả ba yếu tố can, chi và nạp âm đều là hành thủy nên tuổi này có năng lực thực tài, gặp nhiều may mắn, đường đời luôn rộng mở, ít gặp trở ngại từ tiền vận cho đến hậu vận. Quý Hợi 1983 mệnh đại hải thủy, là người khoan dung độ lượng, dễ tha thứ cho lỗi lầm của người khác, do vậy cũng dễ bị lợi dụng bởi sự vị tha của chính mình. Người mang tuổi này đa phần khôn ngoan, nhẫn nại, giỏi chịu đựng. Tính cách này giúp Quý Hợi thành công trong nhiều lĩnh vực, có được nhiều mối quan hệ làm ăn tốt. Người tuổi Quý Hợi trời sinh được phúc tinh chiếu mệnh nên cuộc đời bằng phẳng, chẳng chịu nhiều sóng gió. Người này có số phú quý, an nhàn, sự nghiệp công danh đủ đầy, được quý nhân tương trợ nên nếu theo nghiệp quan trường thì sẽ làm nên đại sự, địa vị cao quý, được nhiều người kính nể. Người sinh năm Hợi thường sống ngay thẳng, chân thật, chẳng mấy khi nói chuyện lòng vòng, sâu xa và không giấu giếm suy nghĩ của mình. Họ là người cương trực, không chịu luồn cúi, tâm hồn trong sáng không chút vẩn đục. Người tuổi Quý Hợi được thần tài nâng đỡ, cả vận chính tài và thiên tài đều rất tốt nên dù làm ăn kinh doanh hay làm công sở đều được lộc trời ban. Tuy nhiên, hành sự nên cẩn trọng, chớ thấy thắng lợi nhiều mà bất cẩn. Chuyện gì đã quyết thì hãy dũng cảm tiến tới. Người tuổi Quý Hợi có tinh thần ham học hỏi, sống độc lập và giàu lòng nhân ái. Họ thân thiện cởi mở, cũng trung thực và là chỗ dựa vững chắc cho người thân và bạn bè. Trong công việc họ thể hiện mình là người có óc tư duy, có tinh thần sáng tạo và tầm nhìn xa trông rộng, tư tưởng tiến bộ, nhạy bén với thời cuộc. Người tuổi này rất giỏi quan sát nên biết lúc nào nên tiến, khi nào nên lùi, linh hoạt ứng biến, không ngại thay đổi. Họ làm việc tập trung cao độ, chỉ cần xác định mục tiêu rõ ràng là sẽ sẵn sàng san phẳng mọi trở ngại để tiến tới đích. Tuy nhiên, đôi khi ý chí chưa vững vàng nên gặp trở ngại, dễ nản lòng, thối chí, chịu sự ảnh hưởng của dư luận, thấy người ta cười chê thì lập tức coi nhẹ bản thân. Nên vững lòng bảo vệ quan điểm của mình, tuy nhiên đừng quá bảo thủ, mọi chuyện đều theo ý của mình thì rắc rối nhỏ sẽ trở thành phiền phức to. Khi có vấn đề xảy ra, điều quan trọng nhất là phải giữ được bình tĩnh, đầu óc tỉnh táo, bàn bạc thương lượng với mọi người để tìm ra cách giải quyết, khắc phục hậu quả tốt nhất. Tuổi Hợi đứng ở vị trí cuối cùng trong 12 con giáp nên nó là con vật rất kiên nhẫn vì phải đợi tới lượt mình. Quý Hợi có bản tính nhút nhát và có vẻ lãnh đạm, nhưng họ rất biết thông cảm và là người đáng yêu. Họ thẳng tính, trung thực và luôn cố gắng để không bao giờ bỏ rơi người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến chốn đông người và những chỗ quen thuộc hơn là những chỗ xa lạ. Người tuổi này giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng. Bởi vậy mà tuổi Quý Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình mà những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định. Mặc dù những người tuổi Quý Hợi không phải là những người chậm chạp nhưng họ lại là người thích sự thanh thản. Cuộc đời của Quý Hợi ứng nghiệm qua bài thơ sau. Quý Hợi số mạng như là mạng thủy nước biển chảy tràn vào sông. Số này thuận hợp thu đông. Cuộc đời sung sướng ít ai sánh bằng. Nhưng sinh xuân hạ lỗi thay. Nghèo giàu cũng cực tay chân không ngừng. Vợ chồng có khắc chẳng an. Con thì nhiều đứa làm phiền cho ta. Anh em xung khắc chẳng gần. Người dưng giúp đỡ lập nên nghiệp nhà. Số này tài lộc có nhiều. Tuổi nhỏ chưa đậu tuổi già hiển vinh. Lắm lúc buôn tảo bán tần. Nhà cửa đời đổi nhiều lần chẳng an. Tuổi Quý Hợi cuộc đời nhiều đau thương về tuổi nhỏ. Cuộc sống bắt đầu bớt lo lắng và buồn khổ từ lúc tuổi 30 trở lên. Tuy nhiên sự thương đau thường làm cho cuộc sống có nhiều thay đổi. Bắt đầu từ 36 tuổi trở đi cuộc đời mới trở lại trầm lặng và mới có đầy đủ những yếu tố căn bản để tạo lấy sự nghiệp. Bắt đầu từ 40 trở đi thì cuộc sống được vững bền và có sung sướng, nhưng tâm trí cũng thường lo nghĩ, không bao giờ được yên. Có thể vào 44 tuổi trở đi cuộc sống mới có kết quả bảo đảm cho đời sống. 2. Tổng quan vận trình tuổi Quý Hợi. Sinh năm 1983 trong tháng 11 âm lịch.
Xét về địa chi, Hợi gặp Tý Lâm cục diện tam hội. Tháng này, cuộc sống của Quý Hợi bình hòa, an nhàn, bớt lo toan hơn trước cả về tinh thần và thể chất. Xét về mối quan hệ thiên can, Quý Thủy gặp Bính Hỏa là thương quan, đại diện cho bị mất chức, bỏ học, thôi việc, mất quyền, mất ngôi. Vì vậy, trong tháng, Quý Hợi cần cẩn trọng hết sức trong công việc để tránh ảnh hưởng đến lợi ích của bản thân, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không nên có và làm phật lòng những người xung quanh mình. Xem tử vi tháng 11 âm lịch người tuổi Quý Hợi, tháng này có nhiều khởi sắc về mọi mặt. Sự nghiệp sẽ bước lên một tầm cao mới, dân văn phòng được dự đoán sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Trong khi đó, người kinh doanh buôn bán cũng rất phát đạt, lời lãi liên tục đổ về túi. Về phương diện tình cảm, mối quan hệ lứa đôi duy trì tình trạng ổn định, cả hai luôn đong đầy yêu thương, tâm đầu ý hợp, dù có sóng gió cũng cùng nhau vượt qua. Hạnh phúc của hai bạn khiến người khác không khỏi ghen tị. Điều cần chú ý là nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Quý vị thân mến, tháng 11 âm lịch được bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 11 năm 2024, kết thúc vào ngày 30 tháng 11 năm 2024 âm lịch, tức từ ngày mùng 1 tháng 12 năm 2024 đến ngày 30 tháng 12 năm 2024 dương lịch. Trong tháng 11 này, các gia chủ tuổi Quý Hợi cần chú ý những ngày sau. Ngày mùng 7 tháng 11 năm 2024 âm lịch, có nạp âm là Ất Tỵ, có nạp giáp là Phú Đăng Hỏa. Ngày 19 tháng 11 năm 2024 âm lịch có nạp giáp là Đinh Tỵ, có nạp âm là Sa Trung Thổ. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Quý Hợi. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. 3. Vận trình cụ thể trên các phương diện. Phương diện sự nghiệp. Tử vi tháng này cho thấy, sự nghiệp của người sinh năm 1983 có những dấu hiệu rất tích cực. Hãy tự tin thể hiện điểm mạnh và bày tỏ ý kiến của mình. Có thể bạn sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp công ty phát triển nhanh chóng và đúng hướng hơn. Thời gian này, bạn cũng thường xuyên nhận được sự giúp đỡ của cấp trên và bạn bè, đồng nghiệp xung quanh. Vì thế, dù là khi đối diện với khó khăn, bạn cũng không nên sợ hãi hay chùn bước. Mạnh mẽ đối diện sẽ giúp bạn trưởng thành nhanh chóng hơn, cơ hội thăng tiến cũng nhiều hơn. Phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 11 âm lịch, gia chủ Quý Hợi không cần lo lắng quá nhiều về đường tài lộc. Tài chính có dấu hiệu tăng trưởng tích cực trong tháng 11 năm 2023. Bản mệnh có thể gặp được những bạn hàng, đối tác triển vọng và đôi bên sẽ cùng chung tay hướng tới một mục đích chung. Người làm công ăn lương có nhiều cơ hội thể hiện giá trị của bản thân, được tăng lương, thăng chức, số tiền bạn nhận được có thể giúp bạn cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống so với trước đó. Tuy nhiên, bạn cũng không thể quá ngông cuồng và lãng phí, nên có kế hoạch quản lý chi tiêu hàng ngày hợp lý hơn, cố gắng hết sức để tăng thu, giảm chi, đừng nên xa hoa lãng phí vào những mục đích không thiết thực. Phương diện tình duyên. Chuyện tình cảm của người tuổi này có dấu hiệu phát triển khá tốt đẹp. Người đã có vợ, có chồng về cơ bản có một mái nhà bình yên. Dù đôi khi những mâu thuẫn, tranh chấp vẫn có thể xảy ra, nhưng sau mỗi lần như vậy, đôi bên sẽ có cơ hội nhìn nhận lại chính bản thân mình và đối phương, để sau đó sẽ có cách ứng xử sao cho phù hợp. Người độc thân có thể nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý của bạn bè khác giới. Nếu có cảm tình với ai, nên chủ động tiếp cận và giữ quan hệ, có như vậy thì mới nhanh chóng nắm được hạnh phúc trong tay. Phương diện sức khỏe. Xem tử vi tháng này, gia chủ đã bước sang tuổi 41. Nếu không chú ý đến sức khỏe, bạn vẫn sẽ phải đối diện với rất nhiều vấn đề về tiêu hóa, huyết áp, xương khớp, dạ dày, đại tràng. Cố gắng hạn chế sử dụng các chất kích thích, để bệnh không nặng hơn. Càng về thời điểm cuối năm,
sự giao thiệp xã hội gia tăng có thể yêu cầu bạn uống rượu và hút thuốc nhiều hơn. Cho dù sức khỏe của bạn tốt đến đâu, hút thuốc và uống quá nhiều có thể phá vỡ cơ thể của bạn. Vì vậy tốt hơn hết bạn nên cắt đứt hoặc giảm dần giao tiếp xã hội và chăm sóc cơ thể tốt hơn. Hãy xây dựng chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý, đồng thời rèn luyện sức khỏe đều đặn để có một sức khỏe tốt nhất đối diện và giải quyết những vấn đề mà cuộc sống đem đến. Quý vị thân mến, trên đây là phần luận giải tử vi tuổi Quý Hợi trong tháng 11 âm lịch. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.